kiến. Cảm ơn đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa. Mời đại biểu Trần Đình Gia, Hà Tĩnh phát biểu. Đại biểu Võ Thị Minh Sinh, Đoàn Nghệ An chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, qua nghiên cứu báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Ngân sách và các ý kiến đã phát biểu về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tôi thấy trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, nhưng năm 2021 chúng ta đã nỗ lực quyết liệt trong chỉ đạo điều hành và đạt được một số kết quả quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa và triển khai nghị quyết đại hội Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, gắn tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác quản lý sử dụng ngân sách nhà nước được điều hành linh hoạt, triệt để tiết kiệm. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt khá so với các năm trước, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế tiếp tục được đẩy mạnh, quản lý khai thác nguồn lực đất đai, tài nguyên khoáng sản, góp phần tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội. Qua thực tế và nhất là đợt giám sát tối cao chuyên đề thực hành tiết kiệm chống lãng phí vừa qua, tôi thấy có 4 vấn đề cần được quan tâm như sau. Vấn đề thứ nhất là việc hoàn thiện thể chế để sát với thực tế và phát huy hiệu quả nguồn lực. Theo quy định của khoản 3 điều 54 luật nhà ở năm 2014 và khoản 2 điều 26 nghị định 100 về quản lý và phát triển nhà ở xã hội, tôi thấy đây là một cái chủ trương rất là đúng đắn và nhân văn nhằm giải quyết nhà ở cho cán bộ công chức viên chức, người lao động có thu nhập thấp, chủ đầu tư. Nhưng mà chủ trương này thì chủ đầu tư phải dành tối thiểu là 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê sau thời hạn tối thiểu là 5 năm. Nếu không có thuê thì mới được bán cái nhà ở này. Thực tế tại đô thị loại 2 và loại 3 thì nhu cầu người thuê nhà ở xã hội là rất thấp, bởi vì phải dành khoảng 3 triệu đến 3 triệu rưỡi để thuê thì không thể là người lao động dành được như vậy. Cho nên họ chỉ có nhu cầu mua thôi, để vay cái ngân hàng chính sách xã hội để mua. Thực tế cái thí điểm nhà ở xã hội ở Hà Tĩnh ấy, là hiện nay còn 80 căn hộ mà cho thuê thì không ai thuê. Nhưng trong lúc đó có đến 350 đơn xin để mua nhưng không được mua. Đây là một cái sự lãng phí rất là lớn. Vấn đề thứ hai ấy, là một số quy định của pháp luật về định mức tiêu chuẩn được ban hành đã lâu, không phù hợp với thực tiễn nhưng chưa được rà soát và điều chỉnh. Trong báo cáo ấy, thì có 60% các cái tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật của chúng ta đã phù hợp với quốc tế và khu vực. Nhưng mà hiện nay ấy, thì vẫn còn cao so với thực tế. Nên dễ dàng thấy được chi phí đầu tư một công trình công với một công trình tư là chênh lệch rất cao. Hoặc là một công trình ở địa phương như là trường học, rồi hội quán, đường giao thông nông thôn, nếu mà đầu tư công thành một dự án thì rất lớn, nhưng mà người dân bằng phương thức bỏ góp vốn, góp công sức để làm, nó chỉ bằng một nửa chi phí. Để nói rằng chi phí gián tiếp nó quá lớn, đây là một sự lãng phí, đồng thời cũng là cái chỗ để dẫn đến tiêu cực, tham nhũng. Vấn đề thứ ba là việc chuyển đổi quản lý sử dụng trụ sở làm việc. Có thể nói rằng việc sáp nhập đơn vị hành chính, cấp huyện, cấp xã, rồi sáp nhập các cơ quan đơn vị là một kết quả rất đáng trân trọng và ghi nhận trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, sau sáp nhập thì việc xử lý các trụ sở, rồi các cái trường học, các cái công trình công cộng xử lý, đây là một cái vấn đề mà còn rất là lãng phí, ta phải nói thật như thế. Một cái điều nữa đó là các cái cơ quan sau khi được xây dựng trụ sở mới để phù hợp với cái yêu cầu công việc thì trụ sở cũ giải quyết các cái trụ sở cũ là rất lâu do các cái thủ tục hành chính. Có những cơ quan đã chuyển đổi nhưng cơ quan cũ 4 đến 5 năm sau chưa giải quyết được. Vừa lãng phí tài sản công, vừa gây cái mất mỹ quan đô thị. Và vấn đề cuối cùng đó là những năm gần đây thì giá đất lên cao. Nhiều địa phương đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất để chuyển sang đất ở, rồi đất công nghiệp và tổ chức đấu giá. Giá đất lên rất cao, người có nhu cầu đấu giá thì không có nhu cầu ở, người có nhu cầu ở thì không thể có tiền để đấu giá, dẫn đến rất nhiều diện tích đất chúng ta chuyển thành đất ở, nhưng mà khi đấu giá thì không đưa vào làm đất ở, dẫn đến từ đất sản xuất thì lại trở thành đất để hoang. Đây là một cái thực tế mà tôi nghĩ rằng sắp tới
Quốc hội xem xét sửa đổi luật đất đai thì cần phải xem xét cái nội dung này để khắc phục cái tình trạng trên. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Cảm ơn đại biểu Trần Đình Gia. Mời đại biểu Võ Thị Minh Sinh phát biểu, đại biểu Hoàng Thị Thành.